Thưa tất cả bà con, thì trong video này chúng ta trở lại câu chuyện của Nguyễn Võ Quỳnh Trang nha bà con. Một cái thông tin chắc bà con biết rồi, thì ngày hôm qua rất là sửng sốt là Võ Nguyễn Quỳnh Trang đã rút kháng cáo. Mà khi rút kháng cáo thì có nghĩa là chấp nhận án tử hình. Vì sao là như vậy? Rồi, thì trước khi lý giải thì tôi chúc cho bà con một ngày an lành bình yên. Thì thưa bà con, cái rút kháng cáo đó thì tôi nghĩ rằng là nó xuất phát từ cái nguyên nhân là nội tại của là phạm nhân thôi, chứ còn không có thông tin là không có cái nguyên nhân từ bên ngoài đâu. Bởi vì một cái người mà án tử hình đó thì họ không 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 có bị không có sợ bất cứ một cái sức ép gì cả, vả lại chẳng có cái sức ép gì cả từ bên ngoài đâu, chỉ có là từ cái chính bản thân con người đó thì nó có những cái nguyên nhân về mặt tâm lý. Thì như thế này, ví dụ như là cắn rứt lương tâm, là một là thấy rằng là mình bây giờ tội lỗi quá nhiều, do đó là chấp nhận án tử hình không kháng cáo nữa. Cái thứ hai là cái biết rằng kháng cáo thì là cũng không đi đến đâu, do đó là bất cần đời không kháng cáo. Thì có thể hai cái nguyên nhân đó. Và cái nguyên nhân thứ ba là nguyên nhân về tâm linh, nguyên nhân về tâm linh có thể là bị hồn ma xui khiến. Cái này tôi nói là nói nghiêm túc chứ không phải là vẽ vời ra để mà câu like câu view đâu bà con ạ. Thì hai cái nguyên nhân về tâm lý ban đầu thì tôi thấy là hầu như nó không có. Con người ai cũng tham sống sợ chết chết hết, một tia hy vọng mong manh người ta vẫn vẫn cứ theo. Do đó là kháng cáo thì nó kéo dài là cái thời gian án tử hình ra. Thí dụ như là người ta chưa có lên xét xử phúc thẩm được thì vẫn chưa thi hành án được, sống được ngày nào hai ngày đó thì là cái đó. Do đó rút kháng cáo thì nó càng nhanh đi đến là thi hành án, đi đến là tử hình. Do đó đâu ai mà dạy gì mà rút kháng cáo, kể cả những người mà buôn ma túy hàng ký họ vẫn kháng cáo cơ mà. Họ biết chắc rằng là kháng cáo không đi đến đâu, họ cũng vẫn là kháng cáo. Huống gì là cô này, cô có thể là đổ cho rằng là tôi là lỡ tay, đánh lỡ tay chứ không phải là cố ý là giết người đấy. Do đó cái lý do mà tâm lý mà nói rằng là cô ấy là cắn rứt lương tâm thì cũng không phải, mà nói rằng là bất cần đời thì cũng không phải. Mà tôi tin rằng chỉ một cái lý do duy nhất, đó là hồn ma báo oán bà con. Bởi vì đã cũng vài năm nay, từ khi mà bố tôi mất cho đến bây giờ ba tôi mất, thì tôi tin rằng là có cái chuyện là có linh hồn. Bởi vì là khi ba tôi mất xong là có nhiều cái sự kiện mà nó rất lạ xảy ra. Trước đây tôi là một cái người mà gọi là duy vật biện chứng đó. Tôi không tin là có linh hồn, nhưng mà sau những cái sự kiện mà xảy ra nó quá lạ lùng, do đó là tôi tin rằng có linh hồn. Và do đó tôi tin rằng có cái chuyện là hồn ma báo oán bà con. Hồn ma báo oán là có đấy. Những cái vụ mà giết người dã man đó, mà sau đó là hung thủ trốn đi, thì trốn kiểu gì thì nó vẫn lòi ra những cái manh mối mà để cho bị bắt. Dĩ nhiên có những trường hợp không bị bắt, nhưng mà khi đó thì là hồn ma, cái năng lượng của hồn ma là nó yếu. Chứ còn nếu năng lượng mạnh thì
thì nó xui khiến, nó làm cho cái người đó lộ diện để công an hoặc là cảnh sát bắt. Và trong trường hợp cháu Vân An ở đây, tôi cũng tin rằng là cái cháu bị oan, do đó cái oan hồn của cháu vẫn còn lẩn khuất đâu đó, và theo để báo oán, bà con ạ, để báo oán. Và có thể cái năng lượng, cái oan hồn của cháu là nó mạnh, do đó báo oán được, và làm cho là cô Võ Nguyễn Quỳnh Trang này tự rút kháng cáo. Thì có như vậy nó mới là trừng phạt được là kẻ ác. Thực ra mà nói thì bây giờ bà con nhìn thấy cái cô này ngồi đấy với một cái dáng vẻ thiếu nữ như thế thì chúng ta cũng có một chút gọi là chạnh lòng, nhưng mà nếu nhìn vào những cái trận mà đòn roi, mà cái những cái tra tấn của cô này suốt mấy tiếng đồng hồ đối với cháu Vân An thì là chúng ta phải nói là rất căm phẫn là cô này. Rất căm phẫn. Một cháu bé như thế mà phải là cố đánh, mà bắt quỳ lên rồi là đánh, rồi cháu gục xuống cô vẫn là dựng ngược lên để mà đánh, là như thế mà đánh suốt từ mấy giờ, từ 2 giờ chiều mà cho đến là từ mấy giờ, đánh suốt 4 tiếng là đồng hồ, như từ 2 giờ chiều mà cho đến 6 giờ tối thì phải. Tôi nói kinh hoàng quá, nó hết sức kinh hoàng. Cái cô này không biết là cô cái máu lạnh của từ đâu ra, nguồn gốc từ đâu ra mà cô máu lạnh, phải nói là nó kinh hoàng là như thế. Nhìn mặt mũi thì cũng đâu đến nỗi nào, đâu có phải nhìn mặt mũi mà là mà gian ác gì đâu mà ấy. Cho nên là tôi nói thật, cô này chả có cái lời nào để mà nói về cô này cả. Và một cái cháu bé là như thế, cháu đang một cái tâm hồn ngây thơ trong sáng là như thế rồi mà bị tra tấn thì thấy nói là nó dã man quá, nó đau thương quá. Và chính cái oan hồn đó, chính cái oan hồn đó mà với cái sức báo thù mạnh, năng lượng mạnh, do đó có thể cháu đã ngăn cản cô này là kháng cáo đấy. Và làm cho cô này phải rút kháng cáo. Cái này thì là tôi tự lý giải thôi, qua cái chiêm nghiệm của tôi, qua cái đọc sách đọc vở rồi chiêm nghiệm ở những cái sự kiện lạ ở trong cuộc đời thì tôi rút ra cái kết luận đó. Không biết là bà con suy nghĩ như thế nào bà con này. Chứ còn rút kháng cáo của cô này là một cái điều rất lạ đó. Đấy, thì tôi tin rằng là như vậy thì cô này sẽ sớm đền tội để cho là oan hồn cháu Vân An sớm thanh thản ra đi. Bởi vì bà con biết đó, những cái cháu bé là như vậy đó, báo oán dữ lắm, cực kỳ là báo oán. Báo oán ghê lắm chứ không phải đùa được đâu. Đấy, người lớn người già ít báo oán, nhưng oan hồn trẻ báo oán rất 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 nặng nề đó. Tôi nói thật chứ không phải đùa đâu đó. Rồi bà con, câu chuyện là nó như thế. Rồi ai chưa đăng ký kênh của tôi thì xin đăng ký dùng. Một lần nữa xin chúc cho bà con một ngã lành bình an. Xin cầu mong cho là linh hồn của là cháu Vân An sớm siêu thoát. Cháu hãy siêu thoát đi. Thì lần này cháu đã báo oán đã xong rồi như thế thì là cô này thì chắc chắn sẽ là bị thi hành án tử rồi đó. Thì cháu hãy là siêu thoát đi. Rồi, xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả bà con. Xin hẹn gặp bà con trong video sau. Xin bye bye tất cả mọi người.